Xin chào các bạn. Theo yêu cầu nguyện vọng của các bạn, hôm nay tôi sẽ làm bản fusion giữa Nami và Dada. Nào, mời các bạn bắt đầu. Bao giờ tôi cũng bắt đầu từ đôi mắt. Màu da của Nami rất là đẹp. Một màu hồng nhẹ. Tôi sẽ lấy màu da của Nami này và khuôn mặt chủ đạo của Nami để dành cho bản fusion. Răng trắng, môi hồng. Giờ đây gọi là môi nhưng mà đây là phần lưỡi bên trong chứ môi của các nhân vật anime này có đâu. Tôi tô các mảng màu đậm và nhạt để làm nổi lên cái phần ngực của Nami. Bạn biết rồi đấy, nhân vật Dada với bộ ngực thì chảy xệ như hai quả mướp. Tất nhiên bản fusion thì nhân vật fusion này cũng sẽ có được các đặc điểm của cả hai, cả Nami cả Dada. Bộ ngực sẽ là ghép vào của cả hai người. Bộ ngực của Nami thì rất căng và rất đầy, nhưng mà bộ ngực của Dada thì dài. Tôi là người yêu thích nghệ thuật, yêu thích anime. Tất cả các bản vẽ này đều tôi tất cả các bản vẽ này đều do tôi tự nghiên cứu và vẽ chứ không qua một sự đào tạo nào cả. Màu xanh đặc trưng của quần Nami. Đấy, chân của bản fusion này. Đôi bàn chân cũng trở nên mập ú. Ở đây là sản phẩm. Còn trước đó thì tôi đã vẽ bản đen trắng như thế này. Tôi đã cho tốc độ quay tăng lên rất nhiều lần. Đây tôi nhớ không nhầm thì tăng lên khoảng 15 lần.
Trước để tạo được bản đen trắng này thì tôi phải vẽ trong vòng khoảng 45 đến 50 phút. Nhưng mà khi các bạn xem này nó chỉ rơi vào một đoạn ngắn khoảng 2 phút. Đấy là do tôi đã tua lên rất là nhanh. Nami có thể nói là một nhân vật nữ chính ở trong bộ anime One Piece, với khuôn mặt xinh đẹp, thể hình lý tưởng. Nhưng mà khi được ghép được fusion với Dadan thì chúng ta vừa thấy đấy, cái sản phẩm có thể nói là mũ Nami. Trông rất là bặm trợn và trợ búa. Bất kỳ bạn trẻ nào yêu thích vẽ các nhân vật hoạt hình này thì đều có thể làm được. Tôi cũng như các bạn hoàn toàn không qua đào tạo nào cả, chỉ vẽ dựa trên đam mê. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy cho tôi một like, một sub. Cảm ơn.